Trong bài Chạy Ngày Đi, rapper Shidaki và rapper Test có hai câu rất ấn tượng. Đầu óc điểm 4 nhưng con người điểm 0. Câu này thực sự có ý nghĩa khá sâu sắc. Trong xã hội chúng ta, không phải ai cũng có trình độ. Ở một lớp sẽ có những bạn sở hữu năng lực học tập ở mức trung bình. Trong một cơ quan sẽ có những nhân viên trình độ tầm thường. Đôi khi, mỗi người chỉ có thể hạn chế sự suy nghĩ, năng lực tư duy ở một mức độ nào đó thôi. Không thể hơn được. Bóng đá cũng vậy. Đừng nói chống đẩy, hít đất, gập bụng 3.000 cái mỗi lần, đẩy tạ bằng 16 chiếc Toyota cộng lại là bạn có thể trở thành Cristiano Ronaldo. Huyền thoại người Bồ Đào Nha trở thành một biểu tượng vĩ đại với 5 quả bóng vàng. Đua tranh nhiều năm với Lionel Messi, đâu chỉ dựa vào sự phấn đấu, vào nỗ lực. Bản thân anh có những tố chất thiên tài. Như thế thì Sir Alex Ferguson năm xưa mới chi ra số tiền kỷ lục để mua một cầu thủ mới chỉ 16, 17 tuổi từ Sporting Lisbon, sau khi CR7 hành hạ John O'Shea trong trận giao hữu với Man United. Tuy nhiên, một học sinh, một nhân viên, một cầu thủ, dù không có tư chất quá tốt, vẫn sẽ có được thiện cảm, được những người xung quanh yêu mến nếu anh ta chăm chỉ, nỗ lực hết sức. Bạn có thể không biết nhiều thứ, nhưng có một thứ duy nhất bạn phải biết, đó là biết điều. Rất tiếc, ở Man United hiện tại có quá nhiều thành phần không biết điều. Điển hình là Alejandro Garnacho. Ronaldo giữa lòng Argentina. Không biết những người từng viết được cái dòng ấy bây giờ nghĩ sao khi thấy tiền đạo này đâm sau lưng Erik ten Hag nhỉ? Chắc lại chuẩn bị soạn văn. Mà bố mày Alejandro rồi. Tôi tin là như thế. Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm như vậy. Bởi lẽ chúng tôi có lẽ là kênh YouTube hiếm hoi trong mùa giải này không có video nào ca ngợi Garnacho. Tiền đạo này thực chất chẳng có chút tiến bộ nào so với mùa giải trước. Thậm chí có phần đi xuống nếu xét về thái độ. Garnacho của mùa giải này lười biếng. Khi có bóng thì ích kỷ, chỉ nhằm nhè dứt điểm, làm màu bằng những mái tóc bảnh trọe. Nhưng đáng trách nhất là sự lười biếng khi không tham gia phòng ngự. Nhiều lần mắc lỗi vị trí khiến Man United thủng lưới vì chẳng chịu lùi xuống, khiến cho quân số ở hành lang cánh quá mỏng. Đêm qua, hai bàn thua của Man United chính là minh chứng cho sự lười biếng ấy. Bàn đầu tiên anh ta làm mất bóng ở giữa sân. Bàn thứ hai thì phòng ngự hơi hợt, không chịu chạy về gây áp lực cho tiền đạo bọn mật. Sau đó, huấn luyện viên Erik ten Hag rút Garnacho ra khỏi sân ngay khi một khép lại. Man United cần sự thay đổi ở cánh phải. Garnacho mới chỉ trở lại tập luyện vào một ngày trước trận đấu diễn ra. Tôi cần một nguồn năng lượng tốt hơn để gia cố lại vị trí đó, là lời giải thích của huấn luyện viên Erik ten Hag cho quyết định này. Tuy nhiên, có vẻ như Garnacho không hài lòng. Ngay lập tức, Alejandro Garnacho đáp trả bằng việc bấm thích hai bài đăng của Mark Goldbridge, một người khá nổi tiếng trong cộng đồng fan Man United. Cả hai bài đăng được Garnacho bấm thích đều có nội dung chỉ trích huấn luyện viên Erik ten Hag vì thay Garnacho ra sớm trong trận gặp Bournemouth. Ten Hag đổ lỗi một cách tinh vi cho Garnacho trong buổi họp báo. Chẳng hay ho gì khi quy trách nhiệm cho một cầu thủ 19 tuổi, người đã nhiều lần giải cứu MU ở mùa này. Ten Hag rõ ràng đang sợ làm phận lòng những cầu thủ có thu nhập cao hơn tại MU. Goldbridge cho biết, Garnacho là cầu thủ hay nhất của MU mùa này. Việc rút cậu ấy ra khỏi sân trong một trận đấu không nhí là một trò đùa. Vẫn có nhiều cầu thủ chơi còn tệ hơn, nhưng vẫn đứng trên sân. Bài đăng thứ hai có đoạn. Chưa dừng lại ở đó, Garnacho còn đăng lên trang cá nhân tấm hình anh đứng trên sân với gương mặt cúi gằm xuống, cùng biểu tượng cảm xúc bất ngờ. Vào thời đại mà một nút like cũng đáng giá bằng hàng chục câu nói, hành động của Garnacho không hề vô ý chút nào. Thậm chí, anh còn like hẳn hai bài công kích Ten Hag. Đây là một chiêu trò cực kỳ thâm hiểm. Ví dụ Jadon Sancho có thể bị xử lý vì bài viết nhắm vào ông thầy của mình, nhưng Garnacho thì lại chơi trò mượn gió bẻ măng, lấy lời của người khác nói thay tiếng lòng của mình. Ừ thì công nhận là Ten Hag đang rơi vào tình trạng cực kỳ tồi tệ. Ngay cả những người ủng hộ ông nhất, kiên nhẫn nhất cũng bắt đầu suy nghĩ rằng mười khó không xứng đáng làm huấn luyện viên Man United. Vấn đề là trong số ấy đừng nên có Garnacho. Hành động của cầu thủ trẻ người Argentina làm cổ động viên không khỏi bức xúc. Nếu tuần tới Garnacho không ra sân thì các bạn hiểu lý do rồi đấy. Một fan bình luận, MU lúc này là một trò hề. Người thứ hai cho biết, Ten Hag hết mực nâng đỡ Garnacho để rồi bị đâm sau lưng thế này đây. Người thứ ba nói, vấn đề của Garnacho không phải bây giờ mới xuất hiện. Chẳng lẽ tiền đạo này quên rằng chính Ten Hag là người đã trao cho anh cơ hội trong mùa giải trước? Chính vị huấn luyện viên này đã giúp Garnacho bước ra ánh sáng. Nhưng thay vì biết ơn, tiểu Ronaldo của chúng ta chết chìm trong những tiếng tung hô
và ảo vọng rằng mình là đấng cứu thế tại Old Trafford. Thôi, ông tỉnh con mẹ nó dậy đi ông cháu ơi. Đá ngu như ông thì chẳng có suất dự bị trong đội hình Liverpool, Manchester City, Arsenal đâu. Chẳng qua Man United đang ở cái thời mặt vận, khốn khổ khôn nạn nên mới phải dùng cái ngữ đần, chỉ biết cầm bóng đâm vào hàng thủ đối phương như Garnacho mà thôi. Nhưng bi kịch của Man United là thỉnh thoảng những thành phần như Garnacho, như Rashford lại lóe sáng, lại ngả ban đen, lại vô lề, lại được trao danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa. Thế là đám này nghĩ rằng mình là bố đời, mẹ thiên hạ, là tiệm cận với trình độ của Lionel Messi đến nơi rồi, và tự cho mình cái quyền đi bộ. Nhưng hãy bật bài phỏng vấn của Jurgen Klopp lên mà nghe cho tình. Trên cõi đời này, chỉ có Messi được phép đi bộ vì cậu ấy là Messi, tài năng của Pulgar lớn hơn bất cứ thứ chiến thuật nào khác. Cho nên Argentina có Messi đi bộ gãi đít vẫn vô địch World Cup, vì có anh gánh cả đội. Còn Man United có những thành phần ăn hại như Rashford đi bộ, như Garnacho đi dạo. Thế thì bảo sao cái đội này bị phòng đòn gánh, ặt ẹo, giặt dẹo đến nỗi sắp bắn ra khỏi top 10. Quá nhiều lần, sự lười biếng nhưng thích làm sao của Garnacho đã xuất hiện. Anh không chịu chuyền bóng cho Rasmus Højlund, đến nỗi Ten Hag phải kéo sang cánh phải, ép chuyền bóng nhiều hơn. Anh hơi hợt và liên tục để hở vị trí trong các trận đấu với Man City, Chelsea. Khi một cầu thủ có tài năng như Garnacho xuất hiện, nỗi sợ lớn nhất là các khoảnh khắc tỏa sáng của anh được tung hô quá đà, rồi sau đó anh ngủ quên trong những tiếng tung hô đó. United không thiếu những cầu thủ từ lò đào tạo với cơ hội tuyệt vời, nhưng đã chứng kiến họ lãng phí tiềm năng của mình. Các nhân viên của Quỷ Đỏ cho biết, Raven Morrison là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từ Carrington, nhưng anh ấy đã không kết hợp tài năng của mình với công việc. Tiền vệ này hiện đang kết thúc một sự nghiệp thất vọng tại DC United, thường đi chơi với những tên côn đồ địa phương và thường xuyên không xuất hiện tại buổi tập. Anh chỉ ra sân 3 lần cho United, không bao giờ được ra sân từ đầu. Adnan Januzaj đã trở thành một cầu thủ quyết định cho David Moyes khi mới 18 tuổi, nhưng được cho là quá kiêu ngạo, đến mức thô lỗ với nhân viên câu lạc bộ. Anh không thể tiếp tục phát triển sau giai đoạn đầu, và sau 10 năm, ghi 2 bàn cho United trước Sunderland. Anh ấy chỉ còn là một phần nhỏ trong đội hình của Sevilla ở tuổi 28, chỉ thi đấu vài chục phút ở giải La Liga mùa này. Giờ thì Garnacho đi đúng vào con đường tự diệt này. Man United sẽ mãi lận đận nếu họ không can đảm vứt hết những đống rác cả về trình độ lẫn thái độ như Rashford, Garnacho và Sancho ra khỏi Old Trafford. Hãy chấp nhận làm lại từ đầu, mùa sau top 10 cũng được, còn hơn là cứ vật vờ lóe sáng rồi mãi mãi nằm im trong bóng tối.